hãng bảo Thuận Henry trở về 32, dứt điểm từ rất xa. Chơi đây. Step over lắc giữa, dứt điểm chân phải. Wow. Chơi football, ngã người vô lê, vẫy má ngoài cho đồng đội. Ôi, ra lại được, ra lại được. Ôi, tài. Racing. Tung ghét. Phạm lỗi rồi. Thôi. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em. Hôm nay mình lại có một trận banh tại sân Saka Arena. Hôm nay mình sẽ đá đối với một đội rất đặc biệt. Và với một người rất đặc biệt từ Hàn Quốc sang. Mình rủ bạn đấy đá chung mà bữa giờ chưa đá chung. Tự nhiên hôm nay vô tình đá đối. Đây rồi, anh em có nhận ra đây là ai không? Yeah. Idol G-Football từ Hàn Quốc sang Việt Nam đá phủi 7-7 nha. Ha ha ha, ô là là, không hẹn mà gặp. Hôm nay Jay đá cùng với FC nước mệt của Tùng Gây nha anh em. Và sẽ đối đầu với đội của mình, Trần Nguyễn FC của bầu Johnny McGuy chủ sân. Tình hình là hôm nay đi quay buổi chiều xong rồi sẵn ghé đá luôn. Nên cái kèo đá cũng hơi đột xuất của anh Vũ nhắn. Nên không có mang đôi giày quen mà mang đôi giày Rainsport tại chiều đi quay cho Rainsport. Sợ anh em nào quan tâm cái vớ giống mình thì link trong phần mô tả nhé. Yeah, you record chứ. Okay. Good game. Dành cho anh em nào chưa biết đến chơi football thì mình giới thiệu sơ nha. Đây là Lee Chun Jin, sinh năm 1993, người Hàn Quốk, chủ kênh chơi football TV 1,6 triệu sub, nổi tiếng toàn thế giới luôn. Bạn này thì từng là cầu thủ chuyên nghiệp, đá một thời gian dài ở Hàn và Thái, nay tập trung làm YouTube nên không còn đá chuyên nghiệp nữa. Ok, bắt đầu trận đấu thôi. Cướp bóng tốt, không thầm lỗi, phản công. Nhận bóng bằng chân trái, đặt lòng bằng chân phải, không vào. Hay da, cú đá hơi hiền, đá vô giữa thì sao hạ được thủ môn. Tiếp tục nhận bóng ở hành lang cánh trái. Quan sát. Không thấy có hướng nào để đưa hết. Đành phải kiểm soát bóng tiếp thôi. Xoay mấy vòng. Vẫn không thấy có hướng. Đành chuyển biên. Tuấn Henry. Động tác giả hay quá. Bật tường hay. Đường chuyền cũng hay. Không vào. Ok. Cắt bóng tốt. Đỡ bước một gọn gàng. Vẫy má ngoài cho đồng đội. Ôi, ra lại được. Ôi, tài. Ok. Lên trong về thở nè. Racing. Tung ghét. Phạm lỗi rồi. Đỡ bên. Được hàng. Đỡ bên. Sớm. Quan sát một cái trước khi nhận bóng. Rồi cái nữa. Đạt 17. Qua người hay. Điều chuyền lên cho Tuấn Henry. Vẫn chưa có cú dứt điểm. Bỏ Tuấn ơi, ta đá rồi. Chơi football, phản công cho các thủ nước mịt. Đường chuyền rất chống chải, nguy hiểm quá. Thua một trái rồi. Aha, đội bạn tính xỏ háng, may mà khép chân kịp thời. Suýt tí thì mất 30. Bảo 12. Dập biên kìa. Đường chuyền dài lên rất chống chải. Đạt 17, dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa cho cá thủ Trần Nguyễn FC. Tuấn Henry. Đỡ bóng bằng ngực. Hay da, không có khoảng trống để dứt điểm. Đây là góc máy từ kênh của Tùng Ghét. Chơi football lại có thêm một bàn thắng nữa, nâng tỷ số lên 2-1. Quay sát. Đường chuyền dài cho cảnh Alves. Đỡ ngực hay. Cảnh.
cánh nhất cánh chạy về suốt ngon hơn cảnh báo hãng bảo tuấn Henry trở về 72 dứt điểm từ rất xa. Chơi đấy, cú đá quá tốt của Đạt 17. Hai đều chơi đấy, chơi cảnh ơi. Ôi ơi, báo nhận bóng và quan sát, thả về cho Đạt 17, dứt điểm hơi thiếu chính xác. Phạt góc cho cao thủ Trần Nguyễn FC. Đường chuyền vào cho Tuấn Henry. Ây da, vô sớm là nhận được đường bóng đó rồi. Chậm quá Thi ơi. Lôi, nhanh đạt. Chơi football, dứt điểm chân trái. Ôi là bóng dội ra và cơ hội phản công cho thủ áo xanh. Bán ơi. Lâm Tuấn Henry, đường chuyền cột 2. Rất đơn giản cho cảnh anh Vét. Tỷ số lúc này là 3-2 nghiêng về các cầu thủ Trần Nguyễn FC. Chơi football, step over lắc giữa, dứt điểm chân phải. Wow, bóng ghim thẳng ngay góc A. Chạy sút tốt quá. Bravo! Sau bàn thắng gỡ ba đều của Jay thì mình ra nghỉ nha anh em. Hôm nay đi quay cả buổi chiều nên buổi tối thể lực không đảm bảo. Còn đây là bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 của thủ Trần Nguyễn FC. Góc máy từ kênh của Jay Football TV. Ôi. Ra ngoài nghỉ nhưng cũng không quên lấy điện thoại ra quay lại những khoảnh khắc còn lại của hiệp 1 trong sân. Chơi đổi cánh, hay quá. Chân trái à? Chuyền hả? Chân trái không qua được tay thủ môn Khang Kutoa. Đây hay quá. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 4-4. Mình quay thiếu mất một bàn thắng của bên đội bạn. Rồi, chủ sân Johnny mất gai. Đá quả ben này. Mới đầu hiệp 2 là có quả ben rồi nha anh em. Hay trời. Hay quá Johnny mất gai ơi. Tỷ số là 5-4. Bầu Vũ đã có một bàn thắng trong trận này. Cái bộ dây đeo đầu của Jay có vẻ xịn. Trên cọng dây có chữ GoPro luôn kìa anh em. Đi. Hay vậy. Chưa hết biên. Có va nha. Anh em thấy rõ ràng mà đúng không? Anh Nhân kiểu trái. Lắc giữa, dứt điểm chân trái. Trời ơi. Tiếp tục là 72. Chân rất là nhanh nha anh em. Chân đi mất gai. Thành Nhân. Rước một giống tiếng lên. Tiếng ổn. 72. Dứt điểm. Không vào. Xích ngay chỗ rồi. Có vẻ như tổ 2 của phía Trần Nguyễn FC kiểm soát bóng áp đảo hoàn toàn trước cầu thủ nước Mẹ FC. Dứt đi. Dứt, trời chuyện nữa. Đường chuyền cho Johnny mất gai. Không được rồi. Tấn công cho cầu thủ đội bạn tung ghét. Bánh mì kẹp thịt. Mất bóng rồi. Phản công cho thủ Trần Nguyễn FC. 4 đấu 3. Thành Nhân. Bật tường hay. Khung thành đã bỏ trống rồi. Hay quá anh Nhân ơi. Tường ghê thiệt.
chạy. Chạy football di chuyển rất tốc độ. Hay. Trời ơi hai ông. Má hai phối hợp hay thật đấy. Chụp hai cái đá bên kia nha. Hay trời. Nhận bóng quay lên, dứt điểm chân trái, bóng đi ra sau lưng khung thành. Nãy giờ quan sát thấy chạy đổi cánh thì phải. Trời. Chạy được luôn. Lại là tình huống 3 đấu 2. Sớm rồi đi. Trở về cho 72. Thả xuống đáy biên cho Tiến Uẩn. Không vào. Không dứt đi nữa, chuyền nhiều quá. Ôi. Chạy football. Đi bóng rất tốc độ. Dứt điểm. Hay quá Khang của Toa ơi. Chạy football bật tường rất hay. Đối diện thủ môn. Vẫn là sự xuất sắc của Khang của Toa. Ô la la, skill dữ quá. Quyết định đột phá. Dứt điểm chân phải, bóng đi hơi cao. Thôi. Ok, bỏ anh em. Bỏ đi. Bỏ. Rồi, bỏ đi, hai bên quen. Ok. Trần Nguyễn FC tiếp tục có thêm một bàn thắng. Góc máy này được lấy từ kênh của Chơi Football. Như vậy là Trần Nguyễn đã có bàn thắng thứ 7 và dẫn trước nước Mẹ SC với khoảng cách 3 bàn. Hay quá Khang ơi. Một đường phất bóng rất nhanh của Khang của Toa. Dứt điểm một chạm không vào. Cứ hễ mình vào sân là chạy lại về với cánh trái. Lắc giữa. Dứt điểm. Bóng dội ngay chân của Cảnh Anves. Hay quả Cảnh ơi. Và bây giờ là tình huống 2 đấu 1. Được chuyển ngang. Không qua được chân của hậu vệ đội bạn. Yeah, đọc tình huống bắt tay hay. Điên lên kìa đồng đội ơi. Cảnh. Giữa được. Giữa được. Vẫn chưa có cú dứt điểm. Chuyền ngang cho Tuấn Henry. Dứt điểm chân phải. Chơi football. Đổi đầu 1-1 với Thierry Stein. Hay da, dưới đây không ai theo kèm. Về hỗ trợ thôi. Hay quá Khang ơi. Chơi football. Ngã người vô lê. Trời ơi, nguyên đội đứng hình luôn. Nghĩa ơi. Mất quài. Ok, không sao. Đủ người rồi. Một chạm. Phá bóng lên đi. Ây da. Trọng tài thổi phạt đội bạn kê chân anh Nghĩa 77. Nhanh. Tạt bóng vào trong. Thủ môn đã kịp cản phá. Nhưng cơ hội vẫn còn. Đỡ ngực vào khung thành. Không vào. Hơi do đeo cái camera nên không sử dụng đầu để đánh đầu được. Dùng ngực đánh ngực luôn. Bóng đi ra ngoài. Tiếc quá trời tiếc. Hơi và Tuấn Henry phạm lỗi kê chân. Sorry. Chơi football sẽ là người đá quả đá phạt này. Sút. Lấy ra Khang. Lấy ra Khang. Sút cho bành quá căng ngay góc A thì bỏ tay rồi.
Và đó là bàn thắng thứ 5 của Jay trong trận này. Quá ghê. Một đường chuyền dài từ hành lang cánh phải. Vô lê. Trúng xa ngang. Đấy. Bên đây được tốn. Tân bóng qua đầu hay quá. Đỡ bóng không được rồi. Thủ môn đội bạn đã ra cắt bóng rất kịp thời. Tấn. Dứt điểm góc hẹp. Ô là là, bóng bay qua đến sân bên kia luôn. Ok. Crazy game. Thank you. Nice to meet you. Thank you very much. Hai nhân vật đang share nhau góc nhìn chiều. Hôm nay đối thủ của mình là một cậu bạn cũ team freestyle. Okay. Yeah, so happy. Yeah. You play so good today. Thank you. Hôm nay Jay gánh hết. Gánh rồi. Five goal. Yeah, five goal. Yeah. Well, you play very good. Korea. Korea. Yes, Korea. Kinh chất à. Kinh chất à. Hôm nay mang đôi này đá không ngon. Không quen. Đôi này phải đá lâu rồi mới quen. Bình thường mang Mercurial 3x4. Và bây giờ anh ấy sẽ về. Yeah. Đưa ra xe luôn. Tùng gây trở về. You can come to Korea. Oh, come on. Yeah, come Korea. Yeah, football team. Okay. Yeah, you can come. And you, welcome. You also come to Vietnam every year. Oh, okay. I will come every year. Or you can come Ho Chi Minh City for living as well. Yeah. We are here for you, though. Okay. I love Vietnam. See you next time. Yeah. See you. Bye bye. See you. I love Vietnam. Yeah. Thank you. I love Korea. Bye bye. Yeah. Ngày hôm sau lúc 23 giờ khuya, Jay có chuyến bay sang Philippines và sẽ trở lại Ho Chi Minh sau 2 tuần nữa. Mình có ra sân bay gửi tặng bạn ấy chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam năm 2022 từ thương hiệu Rainsport. Chiếc áo có in tên và số áo yêu thích của bạn ấy. Mình nói với Jay rằng nếu chúng ta đến một quốc gia nào đó để du lịch và chúng ta cũng là một fan của bóng đá thì hãy lưu niệm lại chuyến đi bằng cách sưu tập chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia đó. Khi mình tặng chiếc áo này, Jay rất thích và mặc luôn trong hành trình bay sang Philippines. Tạm biệt Jay, hẹn gặp lại tại trận đấu cùng với team Trần Nguyễn FC của mình nhé. Ok, anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh đón chờ các clip của mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào và gặp lại. Bye bye.